máy trâu vàng tại xã Phúc Sơn, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đá lên hết mà. Máy trâu vàng, máy xăng. Dạ. Nếu bác muốn nông thì bác lắp cái bộ dãy cỏ ạ. Từ ơi, lắp dãy cỏ vào làm trước đi, tí mình xới sau. Máy dầu trâu vàng model 2020 đang bừa ruộng mọi người nhé. Ruộng này là ruộng rất là có cỏ này. Bắc Minh ở xã Vân Hội, thôn Gò Cấm, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhé. Đang bừa, bác năm nay 60 tuổi rồi. Mê quá, bác làm mê quá. Hiện tại là đang là 11:30 trưa. Đấy, chuẩn bài phải hơi lắc lắc thế đấy. Gốc tre đấy sao? Đấy, có chuyển hướng này rất là nhàn. Bây giờ mọi người vào góc, vào cua các thứ mà máy không có chuyển hướng mà đẩy người nữa thì rất là mệt. Xuống ruộng này đã đi theo máy nó mệt rồi, còn bây giờ phải đẩy máy nữa thì rất là mệt. Có chuyển hướng làm giảm cái sức cho mọi người. Đấy, vừa có tí thôi mà nãy giờ đấy được tầm 20 phút, chưa được tầm 20 phút để xong cái ruộng này. Ruộng này hơi ít nước. Em bảo bác nghỉ thôi. Được trưa rồi, bọn cháu còn về, hộ nó đẩy tí. Đúng rồi,
Bác ơi, quay bên kia, quay bên kia, quay bên kia luôn. Đấy, đấy có chuyển hướng này các bác ấy, đi không không phải đẩy sức người, rất là nhàn. Đấy. Vâng vâng. Rất là nhanh. Bác để tay cầm nó hơi cao. Đấy, máy đầu 8 cái ì ạch ì ạch kìa. Bao giờ mới xong. Đây phay tí được lên đất đẹp không? Ruộng này nếu mà mình làm thì cày chắc phay chắc buổi sáng. Phải vì nhận đất cho bác tận đầu kia cơ. Cái góc đầu kia quay lại góc bên này. Cái mặt đường nó phải tầm hơn 100 mét, rộng 15 mét. Đây, soi bãi đẹp lắm. Dưới này đất rất là tốt, đẹp. Đất này không biết trồng bưởi được không? Đất này trồng bưởi là tốt lắm này. Hai bên bờ sông Lô. Ông cày kỹ lắm. Sâu quá, như đấy đấy những chỗ ban đấy là hơi sâu. Ông đang mê, đừng đang cày mê.